Rồi, mấy cô tặng cô, con cảm ơn mấy cô đi. Cảm ơn đàng hoàng nè, cảm ơn lớn nè. Cảm ơn các cô. À các cô. Bé này nó sao nó trả lời nhiều cái. Con ơi, con cảm ơn lại một từ một tới một là cô ở đây, thấy không? Cảm ơn cô. Giỏi. Rồi, bây giờ con nghe lời cô nè. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 7 tuổi. Bây giờ cô là con gái hay là đàn ông? Con trả lời đàng hoàng coi. Con gái hay là đàn ông? Con gái. Yeah. Rồi con dứt sữa mẹ chưa? Chưa đúng không? Chứ thật sự con chưa dứt sữa mẹ hả? Vậy là con giống ba con rồi. Ba của cô chưa dứt sữa mẹ luôn. Thôi bây giờ giỏi nè, xuống dưới cảm ơn con nha. Cảm ơn con luôn đồng hành với lại mấy chú ba đi. Thằng nhóc này tương lai bị đề chắc luôn. Thôi đi má, ai cũng bị đề hết trơn á. Trời ơi trời, mày thấy BD mình càng ngày là bị càng lạc loài không? Cho nên bây giờ mình hội tụ được đứa nào là tiền nhân của BD thì mình phải mừng chứ. Vậy đâu mà hội tụ thử đây, coi bao nhiêu người BD. Chắc ai BD vô tay đâu quý vị? Cá rạp á. Chết mẹ rồi. Nào cái gì? Giơ tay kìa. Đâu dạ. anh BD luôn hả? Nó nghe nè má, không có tổ BD đâu chứng nhận cho má đâu má. Đâu vậy? Kể nghe. Vào cái sự tích ngày hôm đó. Thôi bây giờ dò số đi, một lát tao kể cái chuyện tao với ổng cho. Trời ơi. Khoan, trước khi dò số thì mời khán giả lên đây đi ạ. À bây giờ nó nghe là mình mời khán giả ngoài mưa đi, tội nghiệp người ta. Có ai lên không? Khán giả ta ngồi ngoài mưa. Có ai muốn lên đây quay lòng cầu giả số đi nhìn cô cổ bồng của chị? Rồi mời chị. Đó. Lên đi. Em trai. Trai hả? Trời ơi. Trời tôi nhìn nó cũng rõ má ơi. Mày. Rồi mời em trai lên đây. À rồi. À bánh mì hả? Bánh mì quỳnh qua ô môi phải không? Lên đây em, quay lòng cầu nhà số cho chị nha. Trời ơi, mày con trai rồi đó. Trời ơi, tao nhìn tao không có thấy rõ đường à. Đâu, em nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi. Em thấy chị giống con gái không? Giống. Em đút lưỡi với chị không? Rõ ra trời. Mày quay lòng cầu nhà số. Mất công tao đút lưỡi mày mềm có màu á. Bắt đầu cho số. Trong lần này chúng ta có hai mã ký hiệu đó là 417 và 399 nha. 417 399. Vâng, trong loại 30.000 đồng. So yeah, so yeah, so yeah, so yeah. Em sóc mà em bóp em kêu con thở ra. Chờ ra mà con mấy con mày cái đờ ra. So yeah, so yeah. Rồi con kim đa đa sao cho anh bay về chung sao. Còn âm nhạc cô ca ngày đưa tiếng em theo bên cầu. Lời dù nghe em mê mông ngày đưa tiếng em về bên sâu. Đừng như kim đa đa sao vô tình cho bỏ người ta. 33 dễ lại còn bé đang ngồi rồi chưa chưa về sử dụng nè. Số gì đi, số gì đi, mấy gì đi đó. Và luôn kiếm tin đó. Còn số 9, còn số 9, còn số 9 đó. Còn số 9. Đợi bảo. Dạ xin lỗi chị. Còn số 9. Số gì ra. Mày gì đây, mấy gì đây, mày gì đây, mấy gì đây, mày gì đây. Tên tốn chào. 46 46 46 tốn chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
51, 51, 51, 51. Đọc số lại đi, mà đọc lại. Con số 9, con số 9, con số 9, đúng con số 9. 22, 22, 22, 22, 33, 33, 33, 33, 33. Con 30, con 30, cái con 30 là con 3 triệu. 16, 16, 16, 16, 16. Cuối cùng là 51, 51, 51, 51. Giọt sâu tiếp, giọt sâu tiếp 51. Số gì đây, cái đó số gì ra, số gì đây, con số gì đây, số gì đây. Số gì đã chim quy xuống đất thăng trùng. Anh Hùng nói về với lên rừng mà ái cam 58. Ngoài tình với giật chồng người ta lắm. Tụi em chấp nhận tụi em làm trà xanh chưa? À, sao vậy? Anh yên tâm đi. BD nó quặm anh một đêm nó bỏ à, nó đâu có ở tuyệt tình với anh đâu. Yên tâm đi. Trời ơi. Cái gu của anh là để qua đường chứ không có lấy làm chồng được đâu. Bây giá những quà từ Lô Tôn Nam một voucher trị giá 2.600.000 đồng. Rồi lấy cái voucher đó đó một lát nữa lấy tiền nó chơi BD nghe. Chứ BD bây giờ chơi không chơi miễn phí được đâu ba. Anh này anh khờ quá. Anh đâu biết cách chơi BD như thế nào. Bây giờ mình chỉ anh đi. Chỉ anh nè. Chỉ anh rồi cho thêm tiền luôn. Cho thêm tiền luôn. Chỉ sao? Chỉ anh là bây giờ sao đó. Làm cái gì cái gì cái gì đó. À, vô toilet nói chuyện. Vô toilet đi. Tôi dạy cho con cái này vui lắm. Anh đâu rồi? Anh đi vô trong kia kìa. À, anh ở trong dạy anh vô chơi BD gắn chui vô hang cho nó dễ. Và cái tôi có gì dùng lời này là dùng lời. À, 30.000 đồng dòng loại thần tài mà chúng em đang phổ biến để phục vụ cho quý vị sẽ được 2 lượt dò số. Lượt thứ nhất là một voucher. Một voucher trị giá 2.600.000 đồng dành nếu với khách hàng đọc giải, chúng em sẽ giữ vé đó lại và ai không đọc giải chúng ta dò tiếp luôn với lượt hai, đó là một voucher trị giá 1.000.000 đồng. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng sở hữu nghe qua tiếng hát của vị đẹp Ngọc Khánh. Ngọc Khánh sẽ gửi quý vị cùng chia sẻ chào thân thương. Quý vị đừng quên bài hát Con Cầu Xin.
còn đồng. Khi tình ta đang chìm sâu mộng tình đắm say, xin mẹ cha hiểu được rằng niềm vui của con là đây. Con cầu xin mẹ đừng buồn vì con đã yêu và mãi yêu. Xin đừng ngăn đừng dừng hình và xin đừng chia lìa con. Con cầu xin khi tình ta đã chìm sâu mộng lòng ta. Lời này là dòng lời thần tài. Chúng ta cũng có ba mặt ký hiệu nha, dòng lời 161, 538 và 537. Và ba dòng lời này là đúng là dòng lời thần tài. Và chúng ta dò được hai lần. Còn bây giờ cũng sẽ được mời một người em mời một người đi Khanh. Dạ em xin mời bé không có quá gì đây, bé lên đây Khanh. Em mặc đồ ấn tượng nhất đó. Em đây, em có lên không? Em chích dục được kìa. Ok đây. Rồi chị mời em lên luôn rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ một quay thần tài. Xin mời bên dưới quý vị nào đã mua tờ vé trên tay. Bắt đầu tập trung đèn sáng. Xin được do số ai lên đây, ai lên đây bán được không ạ? Thơ thơ lên được không? Dối lên được không? Vâng ạ, bây giờ chúng ta nhà ai chưa có lấy giấy cái dương cao tay lên nha. Thì em cũng bắt đầu ký số đúng không? Nhất nhẹ bỏ tay đi quý vị ơi. Vì vừa quay này chúng ta có hai lượt quay quý vị. Cũng như vừa rồi là chị đi phi phục là những người quý vị mà. Lượt quay đầu tiên đó là một voucher 2.6 triệu. Hãy bây giờ mình dưới quý vị nghe mình sẽ độc giả chúng ta bằng ghi tờ lá vé đó. Dò số tiếp. Lượt quay thứ hai đó là
cùng chiều đầu quý vị nha. Nặng quá nó. Số gì đây à, số gì đó, mấy gì đi, số gì đây à. Xin mời kiếm khách cho chế dòng này dừa lại đây nghe. Cứ số tôi là con bé con mấy gì đó. Số gì đó, số gì đi, con số gì đây à. Hai cái cuối, hai cái cho. Rồi, chị ba giơ tay thì hà, hải hải. Đó, rồi rồi rồi, hà, úp bất hải cài vô à. Số gì đây à, số gì đó, mấy gì đi, con số gì đây. Dăm một tay xuống xa bao nổi nhớ. Con đường sông kia vàng ngọc đường xa hai dòng. Đôi xin trải qua, đông mặt không lối. Có cái kia tình ta, tháng mười em đẹp em xinh ta. Con mười chín, con mười chín, con mười chín, con mười chín. Con mười chín, con mười chín, con mười chín, con mười chín. Con số gì đó, số gì đó, số gì đó, số gì đó, cũng đang đáp đây. Năm mười bảy, năm mười bảy, năm mười bảy, năm mười bảy, năm mười bảy. Để tránh tình trạng hình sổ mình còn phải giấy giờ lại. Rồi bên Năm biến giờ dù chị bên Năm. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hiện tại là em mời chị ạ. Dạ rồi em mời chị tiến thẳng lên sân khấu đi cho tất cả người đẹp của cả nước từ Hương Nam bây giờ số chị nha. Anh xin dù chị đi em. Mình có trúng thưởng không ạ? 41 chứ không phải là 44, 44 nha. Ờ, mình có trúng không ạ? Có mà. Ủa rồi, thấy chưa? Giờ số tiếp quý vị. Vâng ạ. Dạ rồi, chưa được giải mình giờ số tiếp quý vị nha. Khoan khoan khoan, anh lên được anh điểm nhắc nha. Dạ. Em có nhặt được một cái thẻ xe nha. Dạ. Ai đánh rơi thẻ xe lên đây phụ cho nhận lại. Và quý khán giả nên lưu ý, khi mà chúng em kêu số 41 41, thế nào chúng ta cũng phải đi lặp lại, cho nên đừng dội quá nha. Và 44 và 44 lúc nào em cũng kêu là 44, cho nên chúng ta hay lộn cái mốt với là một đó. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta bắt đầu dò số. 41 41 41 41, số gì đây, mấy gì đây, số ra con mấy con, năm gì ra, năm gì đi con, năm gì ra cơ, năm gì đây nếu mẹ xa xăm. 55 55 55, còn 55 55, còn 55 55 55 55 55 55, còn hai gì ra, hai gì đi con, hai gì đi học hành cho tốt. 21 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
Rồi, đưa đây chị Phụng vào cho nha. Dòng khách giả khoan vừa bôi và xóa lá dế nha. Có hai thượng nhân đột giải ạ. Và dòng lời này là dòng lời thương tai, cho nên chúng ta giữ dế đó lại. Nếu không chúng ta sẽ dò tiếp nha. Và dòng lời 537 đúng kêu dòng lời ạ. 21 dự kiến ra. Có 1. 16. 16 chưa có ạ. Em kêu dòng lời đừng. À đây đây đây. Số 5. Có 1. 27. Có 2. 39. Có 3. 55. Hợp lệ ạ. Vị nhân thứ 2 với dòng lời 538. Đúng kêu dòng lời ạ. Số điểm kia qua số 5. Có 1. 27. Có 2. 39. Có 3. Con số cuối cùng là con số 55. Hợp lệ ạ. Dạ vâng, hoàn toàn hợp lệ cho hai vị chủ nhân nha quý vị mình nha. Rồi còn ai đọc dạy nữa không ạ? Dạ, nếu không còn ai nữa thì chúng em sẽ chia tặng phẩm mà. Bây giờ chúng ta chỉ điều ha. Rồi vô đây dựng vào qua tặng phẩm kia Khải ơi. Dạ vâng, một lần nữa xin chúc mừng hai vị chủ nhân vô cùng may mắn của vòng loại này thưa quý vị. Vâng, và bây giờ chúng ta ai chưa có đọc giải đó, cầm lá vé này chúng ta dọn tiếp luôn. Với tặng phẩm lần thứ hai này chúng ta sẽ đọc qua đó là 1 triệu đồng. Bây giờ chúng ta bắt đầu dò số. Bây giờ ra cái bánh chị đi cái bánh chị đi rất là mặn em mặn em tôi lên. Bây giờ ra cái bánh chị đi cái bánh chị đây cái bánh chị lên bay chị đây. Tắt kỹ cô nương lòng người mà già thú làm cho vua trụ đắp nước mà lê sai nước bất gia tăng cơ nghiệp thành thắng giao bài màu dồn. 31 là đẹp cờ xin lưu ơi dừng xe tè 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 tè. Rồi mời em lên đây nha. Ơn kính thưa quý vị, có 31 có một vị chủ nhân đợt nhảy, quý vị cũng khoan sẽ bỏ thằng là của mình vì tính trường hợp kinh lộn kinh tội mình vẫn có hết trở lại với quý vị nha. Dạ rồi ạ, à, vòng loại tiếp theo là vòng loại 20.000 đồng một tờ lá vé đôi ạ, à, mua một tặng một cho quý vị nha, cơ hội chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa ạ. À. Dạ rồi, em chào anh trai dễ thương vòng loại 537. Đúng chưa vòng loại ạ. À. Số điểm kia qua là 31. Có 1. Số 5. Có 2. 27. Có 3. Số cuối cùng là con số 55. Hợp lệ 4 kho hàng ngang ạ. À. Dạ rồi, chúng tôi quý vị có số 31 có ai kinh trùng đúng không? Dạ, dạ, lên đây, lên đây chị bếp 5 giờ cho em luôn nha. Dạ rồi, em chào chị vòng loại 161. Đúng kêu vòng loại ạ. Con số 10 điểm đi qua là con số 31. Có 1. Số 5. Có 2. 27. Có 3. 55. Hợp lệ ạ. Vâng, hợp lệ cho hai vị chủ nhân ạ. À. Rồi bây giờ chúng ta có 1 triệu đồng. Và phụng hỏi có ai đọc giải không ạ? Dạ nếu không chúng em trao thông phẩm bên ngoài nha. Bây giờ mình chia đều hay là quên số ạ? Chia đều nha. Rồi, Hải ơi. Rồi chị cảm ơn nha. Rồi chúc mừng hai vị chủ nhân may mắn ạ. Với ba dòng lời đây là dòng lời và là vé đôi và 20.000 đồng mua một vé tặng một vé và đặc biệt và khán giả lưu ý là lá vé này không tách rời ra được nha. Nếu nó tách rời ra làm hai thì nó không còn giá trị nữa và đặc biệt hơn nữa là nếu quý khán giả đọt giải một con số mà hai lá vé một lúc chúng ta tính một vé nha. Dạ. Dạ rồi vâng, kính thưa quý vị thì ngày hôm nay cánh hát Lô Tô Hương Nam rất là cảm ơn cũng như là rất là trân trọng những cái tình cảm của quý vị vì ngày hôm nay là ngày lễ 2 tháng 9 mặc dù là trời mưa nhưng mà quý vị vẫn nén thời gian vàng bạc của mình đến đây để ủng hộ cho cánh hát Lô Tô Hương Nam thì mong là tất cả quý vị nào mình chưa đọc giải đó quý vị dòng này mình mua ủng hộ 2-3 tờ lá vé nha quý vị nha bởi vì vòng này là vòng vé đôi chỉ có 30 ngày chúng ta sẽ lãnh qua được 5 phần 20.000 đồng chúng ta sẽ nhận qua đó là một policy 1 triệu đồng rất là hấp dẫn đến từ cánh hát Lô Tô Hương Nam. Vâng ạ. Rồi tham gia tham dự chào mời bà con cô bác với dòng lời này là dòng lời mà đặc trưng của Hương Nam muốn gửi tặng cho tất cả quý khán giả và muốn cho khán giả có thêm cơ hội trúng thưởng cho nên mua một tặng một giá trị không thay đổi và đó là 1 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta có lấy cái chân tay bắt đầu dò số. Ở ngoài luôn à. Rồi, cứu mình em nhé. Cái này giùm cho chị luôn của mình. Ai đi
dụng ra lấy ra dụng dụng phục vụ cho bà con đi, tội nghiệp bà con đang ngồi mưa ta coi mình thì dù cho dầm mưa mình cũng phải phục vụ cho bà con đó. Mình ước người không sao mà bà con ước người bằng con mình tội nghiệp ta đó. Không sao. Rồi bà con nào chưa có vé của quý vị cứ việc giơ tay để cho chúng em phục vụ cho quý vị từng nơi nha. Bắt đầu giờ số. Ở trên luôn nha Dũng nha, ở trên luôn. Mày gì đây? Mày gì đây? Cái gì đây? Cái bánh gì đây? Lắm lắm mà nghe tôi kêu lâu ra sao đã không thấy con mày đâu. Mày gì đây? Cái bánh gì đây? Mày gì đây? Cái bánh gì đây? Mày gì đây? Mày gì ra? Mày gì ra? Cái bánh gì đây? Cái bánh gì đây? Cái bánh gì đây? Mày gì đây? Ba nha mở nước là làm cái tự kỳ. Dũng ơi. Con mười chín, con mười chín đang con mười chín, con mười chín đang con mười chín, con mười chín.
vì tôi đang đọc nhảy, ôi chị mang giận, thế bỏ tôi đi, chúng ta sẽ gặp cái người cũng sợ à.